Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Trước khi bước vào số inbox đầu tiên của năm Giáp Thìn 2024, mình xin thay mặt quý công ty cảm ơn các bạn gần xa đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Minh Phụng Music trong một năm vừa qua. Kính chúc các bạn an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và làm ăn phát đạt trong năm 2024 sắp tới. Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng mình trong năm nay và nhiều năm sau nữa nhé. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới toanh đến từ nhà Kidman. Nào, hãy cùng mình bắt đầu thôi. Ta-da! Trước mắt các bạn, đó chính là chiếc Kidman K360. Một sản phẩm cực kỳ là mới đến từ nhà Kidman. Đây là chiếc organ hứa hẹn sẽ bùng nổ trong năm 2024 này. Hãy cùng mình mở thùng nhé. Như các bạn có thể thấy, nhà Kidman luôn đóng gói sản phẩm rất là tốt ha. Đầu tiên đó chính là chiếc thùng kẹt tông này, cực kỳ là cứng cáp luôn. Đó, các bạn có thể thấy rất là dày dặn. Mục đích là để bảo vệ và đảm bảo chất lượng cũng như là ngoại hình của cái đàn ở bên trong. Ngoài ra, nhà sản xuất còn ốp cái miếng mút dày xung quanh để chống va đập và bảo vệ đàn khi vận chuyển. Tiếp theo, đó chính là lớp màng ni lông chống bụi và chống chày để luôn giữ vẻ đẹp cho cái đàn Kidman K360. Và không để anh em chờ lâu nữa, hãy cùng mình chiêm ngưỡng nhân vật chính của ngày hôm nay nhé. Kidman K360. Và bây giờ hãy cùng mình khám phá các phụ kiện đi kèm với đàn sẽ gồm có những gì nhé. Đầu tiên là một giá sách nhạc màu đen nhám với thiết kế cứng cáp, chiều dài bản rộng lên đến 50cm, giúp các bạn có thể yên tâm để được iPad cũng như là nhận quyền sách nhạc lớn. Tiếp theo là một sách hướng dẫn, giúp các bạn có thể tìm hiểu và dễ dàng sử dụng các chức năng của đàn. Và các bạn hãy nhớ lưu ý là cục adapter sẽ được đặt ở miếng mút bên trái của đàn. Và đây, nhân vật chính của ngày hôm nay đó chính là chiếc đàn Kidman K360. Sao giống K350 vậy? Đúng rồi đó các bạn. K360 được làm dựa trên ngoại hình của người anh em tiền nhiệm, đó chính là K350. Nên về ngoại hình thì cả hai sẽ tương đồng với nhau. Vậy hai cây đàn này có gì khác biệt không? Đầu tiên là về ngoại hình, Kidman K360 mang màu xanh navy, tạo sự mạnh mẽ và độc đáo cho cây đàn. Tiếp theo là chất âm và cảm giác phím đều được cải tiến nổi bật để có thể mang lại cảm giác tốt nhất cho người chơi. Ngoài 240 style và 740 void được cài mặc định ở trên đàn, thì với bộ nhớ mở rộng lên đến 150 style, giúp các bạn có thể thỏa sức sáng tạo nhạc ở trên chiếc đàn Kidman K360 này. Về phần bảng điều khiển, các nút chức năng được bố trí và sắp xếp một cách rất là hợp lý. Đầu tiên là một màn hình LED 4 inch với độ hiển thị sắc nét, được phủ bởi một lớp chán gương tạo nên vẻ nổi bật cho cây đàn. Nối liền là cây nó xoay, giúp các bạn dễ dàng lựa chọn tiếng và điệu mà mình mong muốn. Tiếp theo sẽ là nút tăng giảm tempo, demo, song, style, voice, piano và smart learning, giúp các bạn dễ dàng hơn cho việc thao tác cũng như là học nhạc. Phía bên trái sẽ là nút nguồn, nút volume để tăng giảm âm lượng, nút shift để giúp các bạn chọn các chức năng nâng cao. Và phía bên phải sẽ là cụm các nút số để hỗ trợ các bạn chọn tiếng và điệu. Các nút chức năng sẽ được chia thành 3 nhóm. Đầu tiên, ở bên phía tay trái của mình sẽ gồm có nút Startup, chơi nhạc đệm, đóng băng tiếng và Intro. Ở giữa sẽ là khu vực băng tiếng, có đến 6 băng tiếng để cho các bạn lưu trữ. Và cuối cùng sẽ là các nút chức năng thông dụng như Metronome, đếm nhịp, Tempo, tăng giảm tông, Duo, trộn tiếng, Sustain, tạo độ vang và một số các chức năng khác. Cặp loa với công suất 20W mang đến cho bạn âm thanh sống động và chân thật. 61 phím được trang bị công nghệ cảm ứng lực nhấn với 5 cấp độ, Bitband 2 chiều tạo độ liên lấy cho âm sắc. Mặt trước sẽ là cổng kết nối, cổng nguồn 12V, cổng mid để kết nối với micro, Earth-in kết nối âm thanh vào đàn, Phones Output để xuất âm thanh ra ngoài loa, Setting để kết nối với pedal và cuối cùng là USB MIDI để cài đặt và xuất dữ liệu MIDI ở trên đàn. Ngoài ra, các bạn còn có thể sử dụng pin cho những chuyến dã ngoại hoặc đi xa mà không cần sử dụng đến nguồn điện. Ok, và mình đã giới thiệu cho các bạn về siêu phẩm mới toanh Kidman K360. Sản phẩm sẽ được ra mắt trong thời gian sớm nhất. Các bạn hãy nhớ đón chờ và theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hãy nhớ like, share và subscribe cho tụi mình để có động lực làm nhiều video hay hơn nữa ở trong năm 2024 này nhé. Hãy đến trải nghiệm đàn ngay
tại các hệ thống showroom của Minh Phụng Music tại số 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 và 98 Bành Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc liên hệ qua hotline 0919 76 86 06 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.